Ngày 18 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Trịnh Kim Tuyết, 55 tuổi và Phạm Văn Dũng, 36 tuổi, cùng trú quận Hai Bà Trưng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Di chuyển đến phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, mẹ con Tuyết, Dũng phát hiện một người phụ nữ đang đẩy xe nôi, trên tay nắm của xe treo một chiếc ví. Dũng lập tức áp sát để mẹ anh lấy trộm chiếc ví trên. Tuy nhiên khi các đối tượng định bỏ chạy thì bị người dân phát hiện bắt giữ và bàn giao cho công an phường Khương Trung. Tang vật thu giữ là 36 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động Samsung Note. Theo hồ sơ, Tuyết có 8 tiền án, 2 tiền sự, còn Dũng có 2 tiền án, 6 tiền sự. Hiện công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.